Thứ năm tuần sau 3070 sẽ được ra mắt. Nhưng mà bây giờ thì chưa được làm review, mới chỉ được leak thôi. Listen up. Viết ơi em có thể đưa anh con 3070 được không? Nhưng mà không phải con này. Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như vậy là thứ năm tuần sau, tức là ngày 29 tháng 10 thì NVIDIA sẽ chính thức cho ra mắt 3070 sau vài lần delay. Thế chắc có thể là do kiểu họ để cho một thời gian để AMD cho ra cái dòng Big Navi và thăm dò xem là hiệu năng của nó ra làm sao. Nhưng mà tạm gác đội đỏ sang một bên vì Linami đã nói rất là nhiều ở trong tàu nhanh công nghệ tuần trước rồi. Và ở video này thì mình sẽ tập trung chủ yếu để nói cho các bạn xem là về thiết kế, hiệu năng dò dỉ cũng như là giá thành của 3070 ra làm sao trước khi đến với cái ngày chính thức mà mình có hàng để review. Về thông số kỹ thuật thì RTX 3070 sử dụng GPU GA104 có 5888 nhân CUDA với mức xung là 1.5GHz cơ bản và 1.73GHz turbo tối đa. Theo như kiến trúc của Ampere thì chiếc GA104 này sẽ có 23 TPC so với 34 TPC trên RTX 3080. Tức nghĩa là nó sẽ bị cắt giảm toàn bộ 3 cụm GPC và 1 cụm TPC bất kỳ. Đây cũng là cái điều thường thấy trên các mẫu card có đuôi 70 từ trước tới giờ. Nhưng mà cái mình muốn nhắc đến nhiều hơn, đấy chính là cái dung lượng bộ nhớ khi mà NVIDIA đã cắt giảm nó khá sâu, chỉ còn 8GB GDDR6 256 bit. Nếu so sánh với đối thủ có thể tạm coi là xứng tầm của đội đỏ AMD thì có thể nói đến là 6700 XT hoặc là 6700 có tới 12GB, thì đây sẽ là cái điểm bất lợi lớn dành cho NVIDIA ở độ phân giải cao như là 2K hoặc là 4K. Cuối cùng là điện năng tiêu thụ của RTX 3070 sẽ chỉ vỏn vẹn 220W và card chỉ sử dụng một đầu cấp nguồn 8 pin mà thôi. Các thông số còn lại cũng không có gì đáng nói nên mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo, đó chính là cái hiệu năng dò dỉ, cũng là cái phần mà mình nghĩ là anh em quan tâm ở trên con card này. Và hai ngày trước thì RTX 3070 đã được leak cái hiệu năng trên khá là nhiều các cái trang mạng khác nhau và có thể kể đến những cái phần mềm như là Benchmark này, Geekbench cũng như là Art of Security. Và nhìn chung tổng thể thì RTX 3070 có sức mạnh sấp xỉ hoặc là hơn 2080 Ti. Ví dụ cụ thể ở trên Art of Security thì RTX 3070 sẽ nhỉnh hơn 2080 Ti khoảng vài phần trăm ở độ phân giải là Full HD. Còn với 4K thì cái chênh lệch của nó chỉ là 1 FPS và gần như không gì khác biệt. Và tương tự ở Geekbench cũng như ở Benchmark thì RTX 3070 có sức mạnh sấp xỉ so với 2080 Ti. Nhưng ở một chiều hướng khác thì ở trên Tech Power Up, không biết là họ vô tình hay cố ý mà họ đã đăng hiệu năng RTX 3070 trong cái mục GPU Database. Và phần này thì lấy kết quả từ các bài test của chính Tech Power Up nhưng chưa được công bố. Theo như bảng này thì RTX 3070 chỉ có hiệu năng tương đương với RTX 2080 Super mà thôi. Tức nghĩa là nó sẽ nằm giữa 2080 và 2080 Ti, hơn 2080 5% và kém 2080 Ti 11%. Kết quả này thì theo mình thấy nó cũng khá là hợp lý với các kết quả dò dỉ ở phía trên, bởi vì trong các cái slide trước đây, thật sự là 3070 cũng không được định vị ngang với 2080 Ti. Về hiệu năng thì ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần là giá bán. Thì RTX 3070 có giá bán của NVIDIA công bố là 499 đô, nói chung là 500 đô đi, và sấp xỉ là 11 triệu rưỡi ở tiền Việt Nam, chưa bao gồm thuế phí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm một bài toán nội suy một tí. RTX 3080 có mức giá là 700 đô và khi về đến Việt Nam phiên bản rẻ nhất là 20 triệu. Vậy thì suy ra với 500 đô của 3070 thì khi về đến Việt Nam bao gồm cả thuế cũng như là phí vận chuyển các thứ thì giá của nó sẽ rơi vào khoảng 14 triệu 3 trở lên. Và nếu bài toán của mình là chính xác thì đây sẽ tiếp tục là một cái cú tát cực mạnh tới thế hệ RTX 2000. Bởi vì hiện tại những chiếc 2070 Super cũng đã có giá như này rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý đến một việc là giá thì tốt như vậy, còn về cái vấn đề có hàng hay không thì lại là chuyện khác. Bởi chắc các bạn cũng đang thấy điều gì xảy ra với 3080 hay là 3090 rồi. Mặc dù hiện tại các cái đơn vị bán lẻ đang rất là hạn chế nhập RTX 2000, nhưng ở trên thực tế RTX 3000 vẫn chỉ về hàng ở số lượng rất là nhỏ giọt và luôn ở trong cái tình trạng khan cũng như là cháy hàng. Và mình có một cái suggest cho anh em là nếu anh em là fan của NVIDIA thì vào ngày 29 tới đây khi mà 3070 chính thức được bán thì anh em nên mua luôn, để tránh cái tình trạng là không có hàng và mua. Còn nếu mà anh em muốn đợi thì cũng phải đợi ít nhất một tháng sau, mà mình nghĩ phải hơn, tại vì bây giờ dịch vẫn chưa hết. Thì khi mà nguồn cung dồi dào và giá thành của nó ổn định cũng như là con RX 6700 của AMD ra mắt thì anh em sẽ có sự so sánh cũng như là giá thành nó vừa phải để có thể đưa ra cái lựa chọn mua hàng nó đúng đắn nhất. Còn bây giờ thì cũng hết video rồi, anh em thấy sao về những cái tin đồn trên cũng như là hiệu năng của 3070 nó có kiểu ok với mức giá tiền đấy không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết và đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình và bấm subscribe cũng như hình cái chuông để có thể theo dõi những video cũng như là tin đồn mới nhất về những con card mới này. Và bây giờ thì hết video rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.